hòa trong không khí vui tươi đón chào xuân quý mão tết cổ truyền của dân tộc sáng ngày 6 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày 15 tháng 12 năm nhâm dần phái đoàn của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang do hòa thượng danh đồng ủy viên thường trực hội đồng trị sự trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến văn phòng hai trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam thiện diện Quảng Đức, số 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để thăm và chúc mừng năm mới đến chiều tuần Đức Ban Thường trực Hội đồng trị sự và Trang phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đoàn Ban trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang có Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự, Chủ tịch Hội đồng các sư sãi yêu nước tỉnh. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Danh Liêm, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban trị sự tượng tọa danh phản quỹ dương hội đồng trị sự phó ban trị sự phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức trong ban trị sự phật giáo tỉnh dưới sự hướng dẫn của hòa thượng danh động thay mặt ban trị sự phật giáo tỉnh thượng tọa thích minh nhẫn khánh tuế năm mới đến chư tôn đức ban thường trực hội đồng trị sự dành văn phòng hai trung ương giáo hội phát thể kinh an phật sự viên thành Thượng tọa cũng thành kính tri ân đến ban thường cho hội đồng trị sự giáo phòng hai trung ương giáo hội trong năm qua đã giúp đỡ cho Phật giáo Kiên Giang tổ chức thành công đại hội đại giới đàn và trường trung cấp Phật học của tỉnh thành công. Ban thường cho hội đồng trị sự trung ương giáo hội đã tạo điều kiện cho đoàn Phật giáo tỉnh Kiên Giang tham dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 năm 2022-2027. Nhân dịp xuân quý mão 2023, Kính chúc mừng năm mới và Khánh Tuế chư tôn đức lãnh đạo giáo hội đã được đại hội suy cử, giữ những trọng trách quan trọng của giáo hội, đặc biệt là Thượng tòa Thích Phước Nguyên được phân công giữ chức vụ Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Thay mặt Hội đồng trị sự, Hòa Thượng Thích Thiện Thống cảm ơn Ban trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã đến chúc Tết Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Hòa Thượng chúc mừng những Phật sự thành công của Phật giáo Kiên Giang năm 2022 chúc mừng ban trị sự phật giáo tỉnh kiên giang có thượng tọa thích minh nhẫn phó ban thường trực ban trị sự phật giáo tỉnh đã được đại hội suy cử giữ chức vụ ủy viên thư ký hội đồng trị sự phó chánh văn phòng hai trung ương giáo hội hòa thượng cũng chia sẻ một số hoạt động nổi bật trong năm qua đặc biệt là tổ chức thành công đại hội phật giáo toàn quốc lần thứ 9 2022-2027 đã chuyển giao thế hệ trẻ thúc đẩy giáo hội phát triển Hòa thượng cũng chúc năm 2023 là những năm tiếp theo, Phật giáo tỉnh Kiên Giang Phật sự Hanh Thông tổ chức thêm các hội nghị mang tính chất chuyên đề như giáo chỉ tấn phong giáo phẩm, triển khai nghị quyết đại hội chính và triển khai các Phật sự của trung ương giáo hội, triển khai các khóa bồi dưỡng bổ nhiệm trụ trì, hành chính giáo hội.